từng bán hàng được bản năng của bạn, bán hàng được bản năng có thành công không? Có. Những người thành công bán hàng được bản năng có thành công không? Có. Nhưng nhiều người không? Không. Chỉ khi chúng ta học một kỹ năng mới, một phương pháp đúng, chúng ta vận hành nó mỗi ngày, đó trở thành một bản năng mới của bạn, một bản năng tuyệt vời, thì không có gì ngăn cản bạn trên con đường tự do thành công. Xác suất bán hàng thằng bé này là 1 trên 20 là 5%.
Và đó là lý do tôi sao tôi nói nếu mà xác suất bán hàng của mình từ trước đến nay thầy giải mình 10-5-3-1 có nghĩa rằng là gọi cho 10 người ok thì sẽ có 5 người chú ý và nếu mà 5 người chú ý đó đi gặp được 3 người thì trình bày cho 3 người thì bạn sẽ bán được một cái có nghĩa là bảo 1%. Như vậy thì từ đầu tháng đến giờ 3 tuần lễ mình mới bị có 2 lời từ chối 3 lời từ chối mà cái lớn nhất là những tờ báo nó đọc mình làm cho mình thiếu niềm tin, mình chưa đi đủ sự từ chối, mình chưa đi tìm kiếm đủ sự từ chối thì cũng ra cái câu chuyện này, ok? Và sau đó cũng quay trở lại công việc với bài học lớn từ thằng mẹ bé số và cuối tháng đó bạn sẽ sáng lên thật. Nhưng cái câu chuyện này nó vô cùng rõ ràng, từng bán hàng từng bản năng của bạn, bán hàng từng bản năng có thành công không? Có. Những người thành công bán hàng từng bản năng có thành công không? Có. Nhưng nhiều người không? Không. Chỉ khi chúng ta học một kỹ năng mới, một phương pháp đúng, chúng ta vận hành nó mỗi ngày, đó trở thành một bản năng mới của bạn, một bản năng tuyệt vời, thì không có gì ngăn cản bạn trên con đường tự do thành công. Nó hoàn toàn có thể học được, nó có công thức để bạn làm tất cả mọi cái. Tôi nên viết content marketing có công thức để bạn viết, bán hàng có công thức tạo ra doanh thu không? Viết content cũng có, marketing cũng có, thành ra trong bán hàng trong cách gọi chuyện cũng có. Okay. Cái quyển sách mà tôi muốn nói với bạn á, nó có mang tên là Go for No. Okay. Go for No. Go for No là gì ạ? Là đi tìm tiếng nói không hay là đi tìm sự từ chối. Bộ bạn đi bán hàng thì ta phải đi tìm sự đồng ý chứ sao mà ta đi tìm sự từ chối. Nhưng cái thâm thúy nó nằm ở chỗ này, điều đó nó mới giúp cho một người bán hàng trở thành một thầy và giúp cho anh ấy vô cùng thành công. Trong đây nó nói như thế này là bởi vì khi các bạn đi bán hàng, các bạn cài đặt trong tiềm thức của mình đi bán hàng phải nhận lời say yes, đúng không? Đi bán hàng là phải nhận lời say yes. Vậy thì khi mình đi gặp khách hàng 10 người 7 người say no rồi thì rõ ràng là làm chúng ta quê đau và từ đó là họ bỏ nghề, họ từ bỏ công việc, họ tổn thương quá nhiều, nghe mà đó công việc này họ không thể bởi vì họ cố tình họ đi tìm kiếm lời say yes. Nhưng bán hàng là trò chơi con số, nếu tỷ lệ bán hàng của bạn là 30% thì điều đó đồng nghĩa là 7 người say no thì sẽ 3 người say yes. Vậy thì nếu hôm nay bạn muốn có 3 người khách hàng thì việc của bạn không phải là để tìm kiếm 3 lời say yes. Nếu bạn chắc chắn rằng tỷ lệ bán hàng của bạn nằm trong khoảng 30%, 10 người là 3 người đồng ý thì việc của bạn ngày nay là hãy đi tìm kiếm 7 sự từ chối. Việc của bạn ngày nay là đi tìm kiếm 7 lời say no. Và nếu mà chúng ta cài đặt cái tâm thức đó bên trong, nếu chúng ta cài đặt vào tiềm thức chúng ta và chúng ta bắt đầu bước ra mỗi ngày, mục tiêu hôm nay để bán được 3 người thì phải đi tìm kiếm 7 lời say no. Tôi gặp một cái này đầu tiên, anh ấy nói no, tôi vui là bởi vì tôi đạt được mục tiêu rồi, mục tiêu nay đi tìm kiếm 7 lời say no mà, bởi tôi biết chắc chắn 7 lời say no thì chắc chắn sẽ có 3 lời say yes. Người thứ hai say no, tôi vui. Người thứ ba anh Hải anh say no, tôi say no, tôi ông Hải này ông nói ok yes tôi rất vui. Nghe say no là lớn lên kìa, say no là say yes. Tôi gặp mình chuyện cái này này no. Bạn đầy năng lượng, bạn không có chứa đựng những nỗi đau.
ở dưới sự tôn giáo này, thì đây là bí mật của những bậc thầy, nghe bí mật của những bậc thầy.